Tại sao đến đây một số nhà khi thi công xong vẫn xảy ra hiện tượng bị ngấm thấm tại các khu vực nhà vệ sinh? Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những nguyên nhân chính như sau. Nguyên nhân thứ nhất, cống thoát nước bị hỏng. Trong lúc thi công không bịt kín miệng cống khiến nước bị rò rỉ, ngấm xuống sàn nhà. Nguyên nhân thứ hai, mặt sàn nhà vệ sinh không đảm bảo. Các mạch tiếp giáp không được kín, độ dốc không đảm bảo khiến nước tích tụ lâu ngày dễ thấm và ngấm dần. Nguyên nhân thứ ba, liên quan đến hệ thống đường ống nước. Thời tiết thay đổi liên tục làm ống nước sử dụng bị rò rỉ hoặc nứt vỡ, ống dẫn trong hộp kỹ thuật bị hỏng khiến nước ngấm vào tường lâu ngày dẫn tới ảnh hưởng tới toàn bộ công trình. Và cuối cùng, do công tác thi công ẩu như lỗi lắp đặt bồn cầu, vị trí mạch gạch nền nhà vệ sinh bị bong, các thiết bị vệ sinh sai kỹ thuật làm nước khi xả bị tràn ra miệng ống, lỗi tính toán sai vật liệu lúc thi công chống thấm.